R15 nè, đây là chân dương 12V nè, chân mát, đồng hồ đang có hiện tượng là cấp nguồn vào ha, đồng hồ không lên, không có dấu hiệu gì hết. Tiến hành đo nguồn vào nè, 12V ha, có ha. Rồi chân số 8 nè, sẽ đi qua diode nè, tới diode có nha, tới đây có nè, nhưng qua tới chân dây to cấp nguồn là không có nè, dây to cấp nguồn không có nè. Nó bị mất nguồn ngay vị trí này nha, từ đây qua tới đây, đây không có nè, đây không có nè, nguồn vào 5V không có luôn đó. Thì cái này mình sẽ có thể câu nói là tiến hành kiểm tra lại các linh kiện, tiến hành đo thông mạch ha, đo thông mạch, nhưng mà từ chân số 8 này vào diode này, bắt qua thông mạch này. Đây, vào đây. Đây, vào tới đây ha. Đó, đây là dương đi vào. Sau đó đi qua diode này. Đây, vào diode. Qua đây. Đây, vào đây. Đây, vào diode đây. Đây. Đó, thì con này là con trên ống áp đó. Đó, thì hiện tại mình đang kiểm tra nghi ngờ con này. Mình vật qua thằng đo diode mình đo này. Đo theo chiều thuận này. Quay đỏ ở bên anode này, quay đen cathode này. Nó lên ha. Nó lên nó thông, thông bằng không luôn anh. Đây. Đo ngược lại này. Cũng bằng không luôn. Đây, con này đang bị chập nha. Đang bị chập nên nó vẫn dương về mát luôn. Làm gây mất nguồn cấp cho thằng dây to. Để tiến hành ta tháo nó ra. Tháo ra ha. Tháo ra bằng thay con khác. Này có thể sử dụng máy khò cũng được ha. Mà sử dụng máy hàng cũng được. Tiếp theo ta sẽ kiểm tra lại ha, cấp nguồn thử lại nè. Ngồi mình lên nè ha, ngồi mình lên nè. Ta tiến hành ta đo nguồn lại ở các vị trí nguồn vào. Đây, đây là chân số 8 nè. Qua diode nè. Qua con này, qua đây. Đây là có nguồn vào ha. Tăng dây to nè, chân C nè. Đây có nguồn nè. Chân E có nguồn ra nè. Đây, đây. 5V nè. Có nguồn vào nè. Có 5V ra. Hệ thống hoạt động chuẩn ha. Đó nãy như vậy thì cái ban này là nó bị chập ngay chỗ cái chân này xuống mát nè. Đây là mát nè. Đây. Bây giờ ta sẽ tiến hành kiếm con diode channel khác ta thay thế vào. Kiểm tra lại lần nữa ha. Nếu ta để như này nó cũng hoạt động bình thường, nhưng mà nó không có ống áp để trừ trường hợp để xe mình ta quá áp, sạc ta hư, thì cái con channel này nó sẽ bảo vệ cái mạch của ta. Rồi tiến hành ta thay thế sửa chữa ha.